Kính thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau trong chương trình Đường vào nội tâm và đã bước vào những ngày của tháng 7. Có nghĩa là đã trôi qua nửa năm rồi, tháng 7 là dịp để chúng ta nhìn lại nửa năm với những điều mà chúng ta đã làm được và chưa làm được. Và thời điểm tháng 7 cũng là lúc mà nhắc nhớ chúng ta, những người con và những người con Phật, về một ngày rất là quan trọng và ý nghĩa, đó là lễ Vu Lan. Hôm nay thì chắc là con và sư cô Tuệ Vân sẽ cùng nói với nhau một chút về ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan cũng như là ý nghĩa của sự hiếu đạo. Cô ơi, tại vì con thấy là những ngày này mấy bạn hay đi chùa và trong chùa mọi người hay cài hoa hồng màu đỏ hoặc là màu trắng. Cô có thể chia sẻ một chút về ý nghĩa của việc cài hoa hồng không ạ? Lễ Vu Lan ở trong đạo Phật là bắt nguồn từ việc ngài Mục Kiền Liên mà đi cứu mẹ, đó là bà Thanh Đề. Câu chuyện nói lên cái tấm lòng hiếu thảo của một người con vì thương mẹ, muốn cứu mẹ khỏi những cái nhọc nhằn, đó, những cái khổ đau ở dưới địa ngục. Đó. Rồi từ đó chúng ta làm nên một cái ngày lễ gọi là ngày Vu Lan. Ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan là ngày báo hiếu. Và cái việc mà cài hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng trên áo đó là bắt nguồn từ việc sau khi Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết cuốn Bông Hồng Cài Áo, nói về tình mẹ. Âm nhạc cũng nói rất nhiều về tình mẹ. Thậm chí bài nhạc Bông Hồng Cài Áo cũng được nhiều người nghe, nhiều người hát và cũng lấy không biết bao nhiêu nước mắt. Thì khi mình vào chùa thì mình thấy nó sẽ có hai cái lẵng hoa. Và những cái ngày này là những cái ngày mà chùa tích cực làm những cái bông hoa hồng giả đó. Người thì làm hồng đỏ, người thì làm hồng trắng. Và những người cài hoa hồng đỏ là những người còn mẹ. Những người cài hoa hồng trắng là những người mất mẹ. Chúng ta tạm hiểu rằng chúng ta mồ côi mẹ. Những người mà cài hoa hồng trắng thì cảm thấy đau khổ dữ lắm. Còn những người cài hoa hồng đỏ thì cô Tuệ Vân không hiểu rằng người ta có hiểu được người ta còn cái gì hay không. Như vậy, việc cài hoa hồng giống như là một lời nhắc nhở những bậc làm con rằng là chúng ta hãy ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, và cũng như là một lời nhắc nhở dành cho những ai còn được cài hoa hồng đỏ rằng là chúng ta hãy trân quý vì vẫn còn có cha mẹ bên đời. Và nhân đây thì Phương Uyên cũng xin được mời sư cô Tuệ Vân cùng với quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng lắng nghe hoài niệm Vu Lan qua giọng đọc của Phật tử Giác Diệu Thanh. Hoài niệm Vu Lan. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Tháng 7 mùa thu lá rụng vàng, ấy mùa báo hiếu lễ Vu Lan. Bâng khuâng nhớ đến ân sinh dưỡng, thổn thức tâm con ngấn lệ tràn. Một mùa Vu Lan nữa lại về, những cánh hoa tâm bắt đầu đua nhau rộ nở. Mùa đã làm thổn thức bao trái tim của người con Phật, mùa báo ân báo hiếu của đạo làm con. Trong không gian êm đềm sâu lắng của lễ hội Vu Lan hôm nay, tất cả chúng ta đều hướng tâm về hai đấng sinh thành dưỡng dục với những tình cảm chân thành, thấm thiết. Chúng ta được sinh ra trên cõi đời này, được làm con của cha, của mẹ. Đó là niềm hạnh phúc lớn lao không gì sánh được. Từ khi cất tiếng khóc chào đời, chúng ta đã được mẹ lo cho từng miếng ăn giấc ngủ. Dòng sữa ngọt ngào chứa đựng cả tấm lòng yêu thương của mẹ đã trở thành máu thịt nuôi lớn tấm thân bé bỏng của ta. Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay yêu thương, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào của mẹ khi tuổi còn thơ bé,
có ai lại không chìm vào giấc mơ êm đềm cùng với làn gió mát từ tay mẹ quạt vào mỗi trưa hè. Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chày thức đủ năm canh. Có ai lại không nhận được chiếc áo ấm áp từ tình mẫu tử từ mẹ khi trời trở sang đông? Có ai lại không được mẹ nấu cho ăn những bữa cơm thơm nức hương vị đồng quê của vùng phù sa sông nước? Có ai lại không được mẹ mắng yêu cho vài câu khi nũng nịu đòi quà? Tất cả những kỷ niệm êm đềm ấy cứ trôi theo thời gian lặng lẽ và để lại trong tâm khảm bao người những tình cảm vô cùng sâu lắng. Mẹ là như thế, suốt đời hy sinh cho con. Dù gian khổ đắng cay, mẹ không bao giờ than thở. Miễn sao con an lành, hạnh phúc là lòng mẹ như được trăm ngàn niềm vui. Nuôi con suốt cả cuộc đời, trái tim của mẹ trọn tình vì con. Qua rồi cái tuổi xuân son, thì cơ thể mẹ héo hon phai tàn. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Còn khi nói về cha, thì ngôn ngữ văn chương cũng luôn dành trọn những lời cao quý nhất. Cha dành hết mọi đắng cay, cho con vị ngọt những ngày ấu thơ. Cha dành khó nhọc từng giờ, đắp xây cuộc sống, ước mơ gia đình, cho con cuộc sống đẹp xinh, cho con tất cả ân tình thương yêu. Cha âm thầm chịu đựng, dang rộng vòng tay chống chọi với bão táp phong ba của cuộc đời, cho con được đứng vững để đi tới tương lai. Khi chúng ta ngày thêm lớn khôn, thì gánh nặng gia đình đã đè lên vai cha ngày một thêm nhiều. Thời gian âm thầm đã lấy đi của cha thời trai trẻ. Trên trán cha giờ đây đã hằn những vết nhăn không thể xóa mờ. Cha ơi, thật sự con không thể nào nhận ra hết sự hy sinh cao cả của cha trong suốt cuộc đời. Cha là thân cây tùng vững chắc, là trụ cột của gia đình để che chở mẹ và các con. Cha dùng lý trí, cha cầm cân nảy mực, dìu dắt cho con từng bước trong trưởng thành. Suốt đời mình, cha luôn luôn dành những gì ngọt ngào, sung sướng nhất cho con, nhận về phần mình những chông gai vất vả. Cha đưa cả tấm lưng gầy, chở che con được tới ngày lớn khôn. Tình thương con, cha thường giấu vào trong, nghiêm khắc khi con khờ lỡ dại. Con có được tính cách đạo đức tốt lành trong xã hội như ngày hôm nay cũng từ cha mà có. Công lao dạy dỗ cho con nên người của cha thật cao cả, khôn lường. Công cha như núi như non, hy sinh tất cả cho con nên người. Cho con cuộc sống đẹp tươi, cho con tất cả nụ cười thế gian. Công cha nghĩa mẹ là thế. Dù chúng ta có lấy hết nước biển đông làm mực, cũng không thể nào diễn tả cho tận, cho cùng. Công cha như núi ngất trời, nghĩa sâu đức mẹ ngời ngời biển đông. Núi cao biển rộng mênh mông, làm cho hiếu đạo đáp công sinh thành. Người ta thường hay nói có cha mẹ già giống như là có một vật báu ở trong nhà. Nhưng hiện nay nhiều bạn họ sống theo lối sống mà người ta hay đổ thừa, có nghĩa là họ không có xem đó là một vật báu, mà họ xem cha mẹ già đôi khi hơi lẩm cẩm, đôi khi trí nhớ kém đi và đôi khi hơi vụng về. Họ xem đó giống như là một gánh nặng không thể nào trút bỏ được. Vậy cô suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Đây không phải là một vấn đề mà là một vấn nạn trong xã hội. Người ta coi thường đấng sinh thành, không phải đợi đến lúc già đâu. Khi mà một người từ bé cho đến 13, 14, 15 tuổi còn ở dưới sự đùm bọc bảo vệ của cha mẹ, thì
tạm thời còn chấp nhận. Nhưng mà có những đứa con nó ngỗ nghịch, khi nó bắt đầu nó cảm thấy nó đủ lông đủ cánh, nó cảm thấy rằng nó đã có thể nó bay đi được. Thậm chí nếu nó đã đi làm được rồi thì đúng như Phương Nguyên nói, cha mẹ là một gánh nặng không thể chút bỏ. Nếu nhà mà có một đứa con, đây là mình đang nói về vấn đề tiêu cực, dĩ nhiên là không phải ai cũng tiêu cực, nhưng vấn đề tiêu cực nó hình như càng ngày càng nhiều. Có một đứa con thì nhiều khi nó lấy cái cớ rằng là nó đi làm xa, cung cấp cho bố mẹ đủ tiền sinh hoạt, rồi cho một cái nhà, một cái chung cư hay gì đấy để ở, và thấy xem đó là đầy đủ bổn phận. Nhưng mà các bạn quên mất rằng người già không phải chỉ cần tiền. Dĩ nhiên không có tiền không sống được, nhưng đôi khi người già còn phải nuôi lại mình nữa. Người già cần cái gì? Người già như một đứa trẻ, cần một sự chăm sóc, cần một câu hỏi thăm. Mọi người cứ nghĩ rằng là tuần rồi tôi mới gửi về cho ông bà, ông thì cái điện thoại, bà thì cái áo, ông bà thích ăn cái gì tôi cho ông bà ăn. Các bạn ơi, đừng gọi bố mẹ bằng ông bà, rất là tội nghiệp. Bố mẹ là bố mẹ, vẫn biết rằng chúng ta gọi theo con. Chẳng hạn chúng ta có con thì chúng ta về chúng ta cũng nói là cả nhà con chào ông nội, chào bà nội, chào ông bà ngoại. Nhưng mà nhiều khi lâu lắm rồi bố mẹ không nghe thấy tiếng gọi bố mẹ. Con chào ba má, con chào tía má, con chào u, con chào bố, con chào mẹ, con về. Ấm lắm, rất là ấm. Thế còn nói như vậy, nhưng mà cũng có những người con cực kỳ hiếu đệ. Có những người con thì nói thật với các bạn rằng là mẹ 100 tuổi, con cũng 70-80, cõng mẹ, tắm cho mẹ, bón cho mẹ ăn. Thì thôi thì bây giờ biết đổ lỗi cho ai? Biết đổ lỗi cho phương Tây, phương ta? Biết đổ lỗi cho cái gì bây giờ? Thì cô Tuệ Vân chỉ biết nói với các bạn rằng không có những người già nua, không có những người chúng ta gọi là cũ kỹ, không có những người ăn mà rơi vãi đó, không có chúng ta. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Bởi vì ngày xưa chính những người đó là những người đi nhặt những hạt cơm chúng ta làm rơi. Bây giờ chúng ta đi thay một cái tã, có khi từ sáng đến tối đi làm, tối về chỉ thay cho mẹ, cho bố một cái tã. Trời ơi, tôi mệt mà tôi phiền ông bá hết sức á. Thiệt bây giờ không biết làm sao, nằm một chỗ tôi khó chịu, tôi mệt mỏi. Mướn người giúp việc thì người ta không có hài lòng. Nhưng các bạn có biết rằng ngày xưa khi mà chẳng có tạ, gọi là bỉm bây giờ, thì bố mẹ là người phải thay tã cho các bạn. Và bố mẹ là người phải rũ, phải giặt những cái tã đó. Thì giữa cái bây giờ chúng ta gỡ ra, chúng ta vứt đi, để chúng ta có cả giấy vệ sinh, có tất cả các thứ để làm cho cha mẹ cái nào vất vả và cái nào nhọc nhằn hơn. Ngày hôm nay chúng ta ngồi nhà hàng, chúng ta là ông A, bà B, chúng ta có biết rằng chúng ta ở đâu mà chúng ta lớn. Đó, thành ra đừng đổ lỗi cho ai, mà hãy tự về tìm lại chính con người mình, chúng ta đã sống như thế nào. Con nghĩ là nhân ngày Vu Lan cũng sắp đến rồi, chúng ta nói về vấn đề là tình cảm của người con đối với mẹ, đối với cha mẹ, đối với đấng sinh thành của mình, thì chúng ta không nói về những cái gì quá là đau to búa lớn, mà ở đây có con nói lên suy nghĩ của những người làm con, và cô giống như là tiếng nói của những người làm mẹ. Thì quý vị ơi, những lúc mà chúng ta cảm thấy phiền lòng bởi vì ví dụ như là ba mẹ già ở nhà hay quên, thì hãy nhớ rằng ba mẹ đã kiên nhẫn với chúng ta như thế nào để dạy chúng ta từng con chữ đầu đời. Và nếu như lúc nào đó ba mẹ già vụng về làm rơi vãi thức ăn, hay là lẩm cẩm làm rơi vỡ một thứ gì đó trong nhà, thì hãy nhớ rằng là ba mẹ đã kiên nhẫn với chúng ta, đã lau dọn từng chút một để chúng ta có được sự khôn lớn ngày hôm nay. Giống như là con có đọc một câu chuyện như thế này, có một anh nọ, ảnh đóng một cái củi để chuẩn bị đẩy
bố của mình vào rừng, bởi vì bố đã rất là lẩm cẩm và hay quên, và sợ là một ngày bố ở nhà thì bố đốt nhà hoặc là bố làm cái chuyện gì đó ảnh hưởng tới gia đình của mình. Cho nên là anh này mới cho bố ăn một bữa cơm, xong rồi định bụng là sau bữa cơm đó ảnh sẽ đưa bố già lên cái củi và chở vào rừng. Thì đi lên rừng xong rồi đứa con thấy vậy, đứa con mới đem cái củi đó, đứa con mới kéo về nhà. Anh này ảnh mới hỏi là con đem cái củi này về nhà chi vậy? Người con ngây thơ mới trả lời rằng để mai mốt tới khi nào bố già thì con cũng đẩy bố lên rừng giống như vậy. Đôi khi những việc làm hiện tại của chúng ta đó chính là một tấm gương phản ánh, và sau này con trẻ của chúng ta sẽ học theo và làm như vậy. Không phải đợi đến sau này đâu các bạn ạ. Vì chính cô Tuệ Vân cũng đã từng thấy có những gia đình ông bố than phiền. Trời ơi, không biết tại sao thằng cu hay là con gái gì đó mà nói một câu thì nó trả lời một câu. Thì những người mà nói một câu trả lại một câu đó không phải là bé đâu, cũng là bắt đầu cấp 2, cấp 3 rồi. Thì chính những đứa bé nó trả lời rằng thì con học theo ba đó thôi. Ba nói với ông bà nội, ông bà ngoại sao thì con cũng học vậy. Con tưởng học như vậy mới là đúng. Thành ra các bạn biết không, mình là một tấm gương. Ngày xưa cha mẹ không hề dám làm bất cứ một cái điều gì. Phải nói rằng gần như mỗi một ngày phải lau cái tấm gương. Tấm gương đó là gì? Tấm gương đó là chính cuộc đời của mình. Mình không dám làm cái điều gì có lỗi với người khác. Chỉ sợ con mình bắt cái lỗi đó để mà học theo. Và mỗi một ngày mình chùi cái tấm gương đời, chẳng qua là để cho các con nó soi vào. Còn bây giờ mình không làm thì làm sao trẻ con nó soi? Nó toàn nghe ông bà nhắc, con nó bảo đâu có, con nghe thấy bố mẹ con đâu có nói vậy. Thậm chí bố mẹ nói những cái điều rất là không đúng. Và các bạn có biết không, các bạn đi vào chùa, các bạn dự một cái lễ Vu Lan, các bạn rơi nước mắt khi nghe các thầy, các cô giảng về cái ngày Vu Lan. Các bạn cảm thấy ngậm ngùi vì bên áo mình không có một bông hồng đỏ. Một tí hờn ghen với những cái bông hồng đỏ cái áo bên kia. Vậy tại sao cái lúc mình có bông hồng đỏ mình không thích? Mình lại muốn gỡ bỏ cái bông hồng đỏ đi để đến khi mình cài bông hồng trắng. Các bạn nghĩ rằng cái trái cây các bạn đưa lên các bạn cúng ở trên bàn, những người đó có nghe không? Có nhận được không? Các bạn khóc cả 1.000 giọt nước mắt, các bạn có còn tìm lại được hơi ấm của bố, của mẹ không? Không có. Đúng không nào? Dạ, hãy trân trọng khi còn có bố mẹ bên đời. Giống như là có một bạn nhân chủ đề Vu Lan thì bạn cũng có gửi thư về cho chương trình. Bạn Ngọc, lá thư rất là dài và con nghĩ rằng khi viết lá thư này thì là một lá thư đong đầy nước mắt. Con xin phép được chia sẻ với quý vị khán giả cũng như cô nhân chương trình hôm nay. Bạn viết như thế này: giữa những bộn bề của cuộc sống, người ta sẽ ít để ý đến những điều bé nhỏ, để đến khi gần mất đi, ta mới đau khổ, xót thương. Tôi cũng thế. Sau dịch bệnh, tôi và nhiều bạn sinh viên khác khăn gói lên Sài Gòn nhập học. Áp lực học hành, thi cử đã làm như tôi quên mất rằng mẹ vẫn ở nhà ngóng trông đợi những cuộc điện thoại của mình. Hôm nay thức dậy như một thói quen, tôi mở điện thoại để xem công việc cần hoàn thành thì mới giật mình, đã gần đến lễ Vu Lan. Tôi giật mình vì mình đã quá vô tâm với mẹ, rồi bao ký ức mùa Vu Lan năm nào hiện về trong ký ức của tôi. Tôi còn nhớ như in mùa Vu Lan năm ấy, khi tôi tròn 10 tuổi. Tôi cùng mẹ vào thăm ngoại trên chiếc xe đạp cũ. Lúc về, mẹ kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện về chữ hiếu. Dưới những ngọn nến lung linh, cùng những vòng hoa đăng trôi lững lờ trên bến sông, tôi dõng dạc hứa với mẹ, con sẽ chăm ngoan, học giỏi, sau này sẽ ở bên cạnh chăm sóc mẹ. Cũng chính đêm Vu Lan ấy, tôi phát sốt. Mẹ tôi đạp xe 5 cây số để đưa tôi vào viện, phải bán cả chiếc phòng mẹ thích nhất của ngoại tặng. Cả đời, tôi không chỉ nợ mẹ ơn sinh thành, dưỡng dục, mà còn nợ mẹ tình yêu thương bao la, nợ mẹ lời xin lỗi, nợ mẹ cả cuộc đời. Mùa Vu Lan năm nay, tôi không thể ở cạnh mẹ vì học hành và mưu sinh. Tôi chỉ biết gọi về cho mẹ, hỏi rằng, alo, mẹ, mẹ khỏe không? Con nhớ mẹ và yêu mẹ thật nhiều.
Tôi cay xè sống mũi và biết rằng mẹ cũng đang khóc ở đầu dây bên kia. Các bạn nghĩ sao về lá thư này? Cô Tuệ Vân chỉ muốn nói với các bạn rằng sẽ có rất nhiều cái lá thư rớt nước mắt như vậy trong mùa Vu Lan. Ai cũng thế. Đi tu hay không đi tu, ngoài đời thì chúng ta đều phải có một người sinh ra. Chúng ta không có tự nhiên mà ở dưới đất chui lên hay từ trên trời rớt xuống. Cho nên hãy trân trọng những giây phút chúng ta còn có mẹ. Trước khi chia tay, cô Tuệ Vân muốn đọc một bài thơ. Một bài thơ phải nói rằng dậy sóng. Một bài thơ làm bao nhiêu người phải thức tỉnh. Một bài thơ viết về mẹ. Ngày xưa, trước khi mà trở thành một người chững chạc, còn là một thanh niên yêu nhiều, nhà thơ Đỗ Trung Quân đã từng viết: ta làm thơ cho bao người con gái, có bao giờ thơ cho mẹ ta không. Rồi bỗng một ngày, chắc cũng là mỏi gối chồn chân, chắc cũng là mệt mỏi lắm rồi, cũng là về đây muốn ngồi phòng nào để tìm lại những giây phút mà đã qua. Đỗ Trung Quân đã viết: ngày xưa chào mẹ ta đi, mẹ ta thì khóc, ta đi thì cười. 10 năm rồi lại thêm 10, ta về thì khóc, mẹ cười, lạ không? Ông ai thế? Tôi chào ông, mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi. Ông có gặp thằng con tôi? Hào hào tôi nhớ, nó người như ông. Mẹ ta trả nhớ về không, trả 100 năm lại bụi hồng rồi đi. Con nghĩ rằng là qua bài thơ này thì chắc là sẽ giống như là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng thôi, nhưng mà sẽ khiến cho nhiều người phải thức tỉnh chính mình rằng là giống như nhà thơ vậy, khi mà những năm tháng tuổi trẻ chúng ta cứ mãi rong ruổi trên những ngã đường, rồi chúng ta đi tìm lý tưởng, chúng ta đi tìm hạnh phúc của mình, nhưng mà chúng ta quên rằng có một niềm hạnh phúc, có một người vẫn luôn ở nhà để đợi chúng ta. Rồi cứ bẵng đi 10 năm, rồi 10 năm mẹ chúng ta chờ được bao nhiêu lần 10 năm như thế, để đến khi trở về thì mẹ không còn nhớ được là, trong trí nhớ của mẹ, mẹ chỉ còn nhớ là mẹ đang đợi chờ đứa con của mình về, nhưng mà đến khi con về thì mẹ không còn nhận ra con nữa. Hãy trân quý cha mẹ khi còn có cha mẹ bên đời, khi cha mẹ vẫn còn đủ minh mẫn thì hãy yêu thương, hãy thể hiện tình thương với cha mẹ đi. Đã bao lâu rồi bạn không ôm hôn và bạn không thể hiện một tình yêu thương với cha mẹ mình? Mỗi lần con về quê á, mẹ con hay ôm hôn con, nhưng mà con cảm thấy rất là ngượng ngạo bởi cái sự quan tâm đó, nhưng mà con cũng không biết là làm cách nào để con có thể thể hiện lại với cha mẹ rằng là con cũng quan tâm cha mẹ, nhưng mà con rất là ngượng ngùng với những cái sự yêu thương đó, bởi vì thật ra là con cũng lớn rồi. Mà con nghĩ là rất là nhiều bạn trẻ cũng như con, họ lớn rồi và họ nghĩ rằng là mình không còn bé để nằm trong vòng tay của ba mẹ nữa. Người Việt Nam mình thì cũng có một cái buồn cười, đó là con mà chừng khoảng 10 tuổi là bắt đầu không thích cái sự mà âu yếm vuốt ve chở che của bố mẹ nữa. Chứ nếu mà các bạn có dịp mà các bạn mà tiếp xúc với người phương Tây, các bạn sẽ thấy dễ thương lắm. Một cái hôn, một cái nắm tay, một cái ôm, thật ra nó không có phải là biểu lộ một cái gì cả, nó chỉ là muốn cho cái người đối diện của mình biết người ta được quan tâm và được chia sẻ. Các bạn biết không, có nhiều đứa trẻ nó cảm thấy khó chịu khi nó bảo rằng nó không biết tại sao mà nó mười mấy tuổi rồi mà mẹ cũng cứ thích nắm tay rồi thích hôn, mà nó xem đó là một chuyện xúc phạm bản thân nó. Thành ra là các bạn suy nghĩ lại đi, nhất là đối với những người có bố mẹ đã lớn tuổi, các bạn nên chăm sóc hơn. Tuệ Vân đã từng thấy ở trong bệnh viện có những đứa con dắt bố đi đi khám bệnh mà chăm sóc bố thương lắm. Ông ba nè, ông ba như vậy nha, ông ba nhớ như vậy nha. Và người ta nhìn thấy như hai người bạn chứ không phải là bố con.
Thành ra là vừa rồi con có nói rằng là con cảm thấy con mắc cỡ, con né. Nhưng cô nghĩ rằng sau bài thơ này thì con sẽ thế nào? Dạ, con sau cùng thì con nghĩ là con sẽ thay đổi một chút, và con sẽ kiểu cảm thấy là thoải mái hơn khi mà đón nhận tình cảm của cha mẹ, và con sẽ học cách để thể hiện sự quan tâm và tình yêu thương với cha mẹ mình bằng những cách thể hiện nhiều hơn để cha mẹ có thể cảm nhận được. Chứ từ trước tới giờ con nghĩ là con cũng giống như mấy bạn của con á, luôn luôn rụt rè và luôn gặp vấn đề trong cách là khó khăn để thể hiện cảm xúc và tình cảm của mình. Và nhân đây thì con cũng muốn là các bạn khán giả khi mà xem chương trình này thì các bạn hãy thể hiện sự quan tâm và tình yêu thương nhiều hơn đối với những người làm cha làm mẹ của mình, không phải là chỉ trong mùa Vu Lan đâu, mà cả những ngày khác 365 ngày còn lại đều là Vu Lan. Dạ vâng ạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Chúng tôi rất mong nhận được nhiều sự chia sẻ hơn đến từ quý vị. Hãy gửi thư về địa chỉ email đườngvaonoitam@gmail.com, và chúng tôi sẽ ở đây để cùng lắng nghe, cùng với quý vị, cùng đi, cùng đến, cùng tìm lại những gì mà chúng ta đã để tám ngọn gió đời vội vã cuốn đi.